Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua tình hình trộm cắp vật nuôi như trâu, bò, lợn, chó trên địa bàn tỉnh Bắc Giang diễn biến phức tạp. Các đối tượng lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân để thực hiện hành vi phạm tội với các thủ đoạn hết sức tinh vi và liều lĩnh, gây thiệt hại lớn về tài sản cho người dân cũng như làm mất trật tự tại nông thôn. Trước tình hình này, Công an tỉnh Bắc Giang đã vào cuộc đấu tranh làm rõ, ngăn chặn và xử lý như thế nào. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ dành một phần thời lượng để phản ánh về vấn đề này. Theo Công an tỉnh Bắc Giang, trong số các vụ trộm cắp thời gian gần đây thì có tới 80% xảy ra tại địa bàn nông thôn như ở các huyện Tân Yên, Lạng Giang, Lục Nam, Lục Ngạn. Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 160 vụ trộm cắp tài sản thì có tới 37 vụ trộm cắp gia súc lớn. Gia đình ông Hoàng Văn Lượng ở thôn Chi Lễ, xã Minh Thái, huyện Lạng Giang đứng ngồi không yên vì bị mất con bò nái sinh sản mà vợ chồng ông cất công chăn nuôi 5 năm nay. Đây là tài sản chính vợ chồng ông tích cóp để dưỡng già. Vào đêm 11 tháng 5 vừa qua, đối tượng đã trộm rồi giết mổ con bò tại nơi vắng vẻ cách gia đình ông Lượng chỉ vài trăm mét. Đối với chúng tôi vài chục triệu là hết cả cơ nghiệp rồi. Thế các anh các chị vào gia đình thì biết không có còn nguồn thu nữa. Được con bê con thì được thu nhưng mà bây giờ nó mất rồi là mất hết cả nguồn thu cả cơ nghiệp ấy. Sau vụ trộm bò của ông Lượng, trên địa bàn huyện Lạng Giang còn xảy ra 5 vụ với hành vi tương tự. 7 con bò đã bị trộm, giết mổ. Không chỉ Lạng Giang, tình trạng trộm cắp gia súc lớn cũng diễn ra tại nhiều địa phương trong tỉnh. Do một chút sơ sẩy, trong đêm ngày 8 tháng 3 năm nay, gia đình ông Nguyễn Đình Đại ở thôn 5 xã Việt Lập đã bị kẻ gian trộm cắp 3 con lợn và 1 con chó, gây thiệt hại trên 30 triệu đồng. Xong xây thì phải buộc phải xây cái cổng này, thế là mình phải cảnh giác cái nắp cả móng cảm ứng rồi như thế là đèn soi xét luôn đi. Thôi để bảo quản chứ không để nó mất thì nó tiếc. Cũng tại xã Việt Lập, một số hộ gia đình cũng bị kẻ gian trộm lợn, trộm bò và giết mổ ngay trên địa bàn, gây bức xúc trong nhân dân.